Kính chào quý vị, rất vui được đón chào quý vị trở lại với những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người thương vong xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 3 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Sáng ngày 11 tháng 3, lãnh đạo Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe khách có tín hiệu GPS cuối cùng lúc 18h49 phút ngày 10 tháng 3, tốc độ thời điểm đó là 51 km/h. Xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn phát tín hiệu giám sát hành trình GPS lần cuối cùng vào lúc 18h49 phút, vận tốc ghi nhận là 51 km/h, nhưng khi xảy ra va chạm thì mất kết nối. Như vậy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chưa rõ nguyên nhân vì sao. Dữ liệu từ xe khách không được truyền lên hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam. Về đăng kiểm, trên hệ thống cho thấy xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B261XX nhãn hiệu Taco được sản xuất năm 2016, có niên hạn sử dụng đến năm 2036. Xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, cho phép chở tối đa 46 người, 2 ghế ngồi và 44 giường nằm. Xe kiểm định lần gần nhất là ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm đăng kiểm 4802D tỉnh Đắk Nông, có hạn kiểm định đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2024. Theo luật sư Nguyễn Doãn Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, xe khách không truyền dữ liệu về cục có hai tình huống xảy ra. Thứ nhất, do xe đi vào vùng không có sóng. Thứ hai, tài xế cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình. Trong trường hợp cố tình thì tài xế vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề này. Bởi theo luật sư, tại điểm C khoản 5, điều 24 Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có nêu rõ, phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe kinh doanh vận tải hàng hóa có gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động hoặc sử dụng biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình ô tô. Điểm A khoản 9, điều 24 Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ cũng quy định, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trước đó, vào khoảng 19h40 phút ngày 10 tháng 3, xe khách mang biển kiểm soát 51B261XX chạy hướng Bắc Nam đến km số 58 cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đâm vào xe tải biển kiểm soát 75C016XX đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 9 người trên xe khách bị thương. Tài xế xe khách cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn không có hệ thống chiếu sáng, do khá tối nên tài xế đã không nhìn thấy xe tải từ xa. Đến sáng ngày 11 tháng 3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho 8 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Trong đó, các bệnh nhân Lương Thị Khách, 24 tuổi, Cụt Văn Nam, 1 tuổi, Lương Thị Bích, 23 tuổi, Cụt Vạn Xuân, 27 tuổi và Linh Văn Khăm, 13 tuổi, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, được chẩn đoán đa chấn thương, hiện đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Ngoài ra, 3 người khác gồm anh Cụt Văn Xuân, 32 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, được chẩn đoán vết thương gối phải, vết thương vùng mặt, chấn động não. Anh Cụt Văn Huyên, 25 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, được chẩn đoán chấn thương vùng mặt, đa chấn thương. Và chị Cụt Thị Phuôn, 27 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, bị gãy xương bánh chè, được chuyển vào phòng mổ. Các nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Họ cùng lên chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B261XX để vào Nam làm nghề cạo mủ cao su. Nhiều người kể rằng vụ tai nạn xảy ra khi các hành khách đang ngủ. Một tiếng động mạnh đã khiến cho họ tỉnh giấc, nhiều người bị hất văng xuống đường cao tốc, tất cả hoảng loạn. Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h40 phút ngày 10 tháng 3 tại km số 58 đường cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào thời điểm này, anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Mi, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B261XX chạy theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên, đã va quẹt với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C016XX do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1986, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang dừng bên đường.
Hậu quả, mạn phải và đuôi sau xe khách bị xé toạc, khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn, sinh năm 2004, chị Cụt Thị Phong, sinh năm 2007, cùng chú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử vong. 9 người trên xe khách bị thương. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do Quân điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát. Trong khi đó, tài xế xe tải đã đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, qua kiểm tra ma túy và nồng độ cồn, cả hai tài xế đều không vi phạm. Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Cam Lộ La Sơn tối ngày 10 tháng 3 là anh Cụt Văn Sơn, 20 tuổi, và chị Cụt Thị Phong, 17 tuổi, cùng quê ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An. Họ mới tổ chức đám hỏi, chưa kịp làm đám cưới, thì tai họa ập đến. Anh HDV, 41 tuổi, quê ở Quảng Bình, phụ xe khách số 51B261XX trong vụ tai nạn cho biết. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 47 hành khách đều quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và 4 người của nhà xe. Những hành khách này đang trên đường vào miền Nam làm ăn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Theo anh LVK, 26 tuổi, cùng quê huyện Kỳ Sơn, anh Sơn và chị Phong là đôi trai gái sắp cưới, vừa làm đám hỏi vài tháng trước, sống cùng quê anh ca. Thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai đang trên đường vào Nam để tìm việc làm. Anh LVX, 32 tuổi, chú huyện Kỳ Sơn cũng chia sẻ, hầu hết các hành khách đi trên xe là người lao động đang trên đường vào các tỉnh phía Nam làm nghề cạo mủ cao su thuê. Do hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, có một số gia đình mang theo cả con nhỏ đi cùng. Ngoài hai nạn nhân tử vong, vụ tai nạn còn làm 9 người khác cùng ở huyện Kỳ Sơn bị thương, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Những hành khách đi trên chuyến xe không bị thương được hỗ trợ về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để nghỉ ngơi. Đại diện nhà xe cam kết bố trí phương tiện để đưa hành khách tiếp tục hành trình vào Nam tìm kiếm việc làm. Về vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra ngày 10 tháng 3 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương. Lực lượng chức năng ban đầu xác định xe tải biển kiểm soát 75C016XX do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1988, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cầm lái, di chuyển theo hướng Bắc Nam. Khi đến km số 58 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp. Sau đó, xe khách biển kiểm soát 51B261XX do anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại Đắk Nông cầm lái, di chuyển cùng chiều do không quan sát thấy xe tải dừng nên xảy ra va chạm gây tai nạn. Tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải có bật đèn khẩn cấp cảnh báo do bị nổ lốp. Trong khi đó, xe khách mất tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình lúc 18 giờ 46 phút ngày 10 tháng 3. Chính vì thế nên chưa xác định được tốc độ của xe khách trong thời điểm xảy ra tai nạn. Để cảnh báo cho các phương tiện khác biết sự cố, theo các chuyên gia, trong trường hợp này, lái xe cần bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đặt cảnh báo từ xa để các phương tiện di chuyển cùng chiều và trên đường cao tốc nhận biết được phía trước có xe gặp sự cố. Đường cao tốc ban đêm không có đèn đường, nếu không có cảnh báo từ xa thì xe đi với tốc độ cao khi gặp xe đỗ sẽ rất khó xử lý, nên buộc phải có cảnh báo từ xa. Đồng quan điểm, nhiều ý kiến cho rằng khi xe gặp sự cố trên đường, đặc biệt là trên cao tốc, nếu tài xế chỉ bật đèn cảnh báo khẩn cấp là không đủ để ngăn rủi ro. Cần thiết phải đặt cảnh báo từ xa, cách vị trí xe gặp sự cố từ 100 đến 300 mét. Cảnh báo càng dài càng tốt vì sẽ giúp các phương tiện đi trên đường nhận diện từ sớm để chủ động giảm tốc độ và xử lý khi đến gần. Lái xe và chủ xe cũng cần chủ động chuẩn bị các vật dụng cảnh báo trên xe để luôn sẵn sàng sử dụng khi gặp sự cố. Thực tế, nếu không có đồ cảnh báo chuyên dụng như nón chóp thì phải dùng thùng hộp, đồ đạc trên xe, thậm chí cành cây ven đường để tăng nhận diện báo hiệu nguy hiểm cho xe phía sau. Một chuyên gia giao thông khác cũng cho biết, di chuyển trên cao tốc với tốc độ thì rất cao. Đối với cao tốc 2 làn xe, tốc độ cho phép tối đa là 80 km/h, nhưng trong vụ tai nạn trên, dẫu xe khách đi với tốc độ 60 km/h nhưng không quan sát, nhận biết được từ xa, từ sớm, nếu xe tải phía trước gặp sự cố thì cũng rất khó xử lý. Nếu phanh gấp thì xe sẽ bị lật. Còn nếu xử lý đánh lái sang lần bên cạnh thì với chiều dài xe khách lớn, khó tránh được việc va chạm đuôi xe khách với xe tải. Đây cũng chính là tình huống xảy ra trong vụ tai nạn tối ngày 10 tháng 3 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Nhất định phải chú ý cảnh báo từ xa khi xe gặp sự cố, có như thế mới giảm thiểu được rủi ro khi tai nạn. Mỗi tài xế cũng cần phải ghi nhớ, dù đúng hay sai khi gặp tai nạn giao thông đều rất khổ, không chỉ mất tiền, nhiều tiền mà còn có thể mất đi cơ hội đoàn tụ với gia đình.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy nhấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!